Bây giờ đồ gốm nếu sử dụng đất khác nhau thì sẽ tạo ra các sản phẩm khác nhau. Nếu khi gắn đất nặn với đất nặn để làm đồ gốm thì phải tưới một chút nước lên bề mặt. Để có thể dính chặt hai phần đất lại với nhau, chúng ta phải bôi nước lên hết phần cần dính lại. Nếu làm như này, bề mặt đất cũng phẳng hơn và đẹp hơn. Thật là kỳ diệu, mới chỉ bôi nước thôi mà nhìn như chúng đang đổ một lớp keo dính vào vậy. Phải làm cho mịn hết các phần đất này nữa. Như vậy sẽ không có những vết lỗ hổng nhỏ li ti. Làm như này, sau đó bạn lấy giải đất tròn này đặt lên phần đế kia là được. Đây là thao tác rất khó thì phải ạ. Bạn cứ đặt lên mép đế là được. Như thế này. Trực tiếp làm những vật như cái cốc, cái bát rồi thì có thể mang chúng về được chứ ạ? Nếu bạn nặn gốm như này rồi, chúng tôi sẽ tặng cho bạn một cái giấy chứng nhận. Chúng tôi sẽ tặng giấy chứng nhận quá trình bạn đã nặn gốm. Sau đó chúng tôi sẽ làm khô đất nặn này bằng cách cho vào lò nung. Bởi vì đất nặn ở trạng thái rất mềm, dễ bị méo bẹp, nên cần phải nung một nhiệt độ 850 độ C. 850도의 온도에서 초벌을 초벌을 하고요. Sau khi nung ở nhiệt độ cao, sau đó chúng ta xịt một lớp dầu coi để bảo quản lâu dài hơn. Kỳ diệu thật đấy ạ. 거기에 이제 유약이라는 것을 이제 입혀요. 네. 이제 코팅제라고 생각하시면 되고요. 이제 이 흙이 이흙 이렇게 되는 거거든요. 어. 때문에 여기 보시면 신기해요, 정말. 어떻게 sao mà đất nặn lại trở nên khô cứng thế này nhỉ? Bây giờ đồ gốm trông khá bóng, trở nên mượt mà hơn. Vâng, vậy sau đó là nung ở nhiệt độ 1250 độ C. Chuyển sang bên này 1250 độ ấy ạ? Vâng, đồ gốm sẽ thành thế này. Tôi làm thử nhé. Sau khi nung ở nhiệt độ cao, sau đó chúng ta xịt một lớp dầu coi để bảo quản được lâu dài hơn. Kỳ diệu thật đấy ạ. Sao đất nặn trở nên khô cứng như thế này nhỉ? Bây giờ đồ gốm trông khá nóng, trở nên mượt mà hơn. Vâng, vậy là sau đó nung một nhiệt độ 1250 độ. Vâng, chuyển sang bên này là 1250 độ. Vâng, đồ gốm sẽ thành như thế này. Vậy bây giờ tôi cho nước thêm vào nhé. Tôi làm thử nhé. Quả nhiên làm đồ gốm không dễ chút nào. Vâng. Lại gắn tiếp nào. Hình như nó đang gần giống rồi đấy ạ. Khi nặn đồ gốm thì ta vì liên tục chạm vào vuốt nên đất nặn sẽ dần trở nên mềm mại. Bây giờ có vẻ đã rõ hình dáng rồi. Vâng. Khi nặn tạo hình này có cái gì đó rất thú vị. Chúng ta có nên làm lại từ đầu không ạ? Ở xong mức độ này rồi thì bạn chạm nhẹ và sửa theo cách bạn muốn. Sửa lại ạ? Vâng, nắn lại một chút chỗ này. Tôi thấy không cần để lòng bát quá sâu, nên tôi sẽ để thành bát thấp hơn như thế này. Có vẻ ổn hơn đấy nhỉ? Bạn nặn xong rồi thì cần nắn lại phần tai như thế này. Bạn hơi nắn lại phần bát một chút. Như thế là được. Vì nếu khi mà nung nóng sẽ phát sinh ra các vết nứt hoặc các lỗ hổng, nên chúng ta sẽ để thành bát thấp hơn một chút. Như thế. Chỉ cần ấn nhẹ nhẹ là được. Nếu ở mức độ này thì gần như hoàn thành rồi. Nếu bạn nhìn ở đây, bạn sẽ thấy cái mắt và cái mũi chứ? Vâng, rất dễ thương ạ. Bên trong lòng bạn hãy xoa và xoa cho nhẵn. Nếu làm như vậy trông sẽ tốt hơn. Bạn chỉ cần lấy một lượng đất nhỏ, nặn hình cái mũi. Tôi muốn làm đôi mắt to hơn một chút, lấp lánh, cái của giáo viên to hơn rồi. Đây là cái mũi, có chút gì đó rất hay nhỉ? Tôi cũng làm cả râu nữa. Vâng. Vậy thì làm đất thành hình sợi mỏng ra nhé. Ồ.
To quá, to quá. Đâu vậy thì bạn cắt bỏ đi một chút. Giáo viên đã hướng dẫn mọi người làm biết bao nhiêu tác phẩm như thế này rồi ạ. Ngay cả ở trường thì tôi cũng không làm nhiều như này bao giờ đâu. Vì là làm từ các bước cơ bản đầu tiên nên là những ai muốn có thì sau này có thời gian sẽ có thể nhận được sự yêu thích. Vì tại đây được trực tiếp trải nghiệm nên khách nước ngoài cũng thường đến đây. Khách nước ngoài cũng thường xuyên ghé thăm ạ. Thỉnh thoảng cũng có vài người đến đây vào buổi tối. Bởi vì tại đây thì mọi người thấy rất thoải mái, tự do sáng tạo. Bây giờ chúng ta đã làm xong toàn bộ rồi. Tôi sẽ làm thêm cái miệng cười nữa. Chà, anh thấy thế nào ạ? Nhìn khá là đáng yêu đấy ạ. Hãy ấn theo kiểu như thế này. Vâng, bây giờ chúng ta đi nung thôi. Cuối cùng tôi cũng đã hoàn tất rồi. Ngày hôm nay chuyến thăm intern cùng chúng tôi thế nào ạ? Chúng ta đã đến 8 nước nóng, đến nhà hàng ẩm thực nổi tiếng và cả trung tâm triển lãm gốm nữa. Tất cả đều là nơi có thể tạo nên kỷ niệm cùng những trải nghiệm mới cho quý vị. Nếu có cơ hội, các bạn nhất định hãy đến chơi nhé.